rồi mới cắt nang tha thái giạt xuống nha các bạn. Làm không có đồng loạt các bạn ơi, miếng này chín mà miếng bên này chạ lên cao luôn nè, quá trời luôn ha. Còn mép bên kia thì người ta bỏ chét, miếng này nói nghe nó cũng hơi mềm lắm, bởi vì các bạn xem chạy cái máy nó chào quá trời luôn, quá chào luôn ha. Chát cái mé mương đó các bạn, cái thủ ra bỏ làm. Ê trời 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 trời, sao ghê vậy. Ê kìa, ghê không, ghê thì các bạn. Cắt lúa xuống rồi. Hết hồn bao lúa rồi. Cái này bao lúa này dài thiệt luôn ha, bao lúa bự thiệt. Nó bao dài ghê.
luôn. Biết em mà đứng sau nó canh bắt cá đó. Miếng đất nó dài lắm nha các bạn, nãy giờ mới có nửa đất. Mấy cắt nó chả nó biết sao đậu à, bỏ lúa xuống hay gì vậy? Kéo chút nữa tới à. Sao? 30 bao nữa, chắc được 6, 7 bao à. Sao đậu vậy trơn vậy? Đâu là lớn lớn hơn đầu trên kia. Đúng, lỗ này kiếm 30 bao à, bên đây 30 bao à. Đúng, xả lúa mà không lên mà lên cù nèo kìa. Cái mương ngay dạ. Hả? Khúc này có mương không? Có, nước mương cặp đó dài lên hết cả mà.